Vâng, chúng tôi đang có mặt ở địa phận của bản Tô Y Phìn, thuộc huyện Tô Y Phìn này thuộc huyện gì nhỉ, Việt nhỉ? Ở huyện Phong Thổ, Lai Châu. Chúng tôi đang lên trên một cái đỉnh núi để ngắm đảo rừng. Đây là cây mận này, cây mận đang ra hoa này. Có những cây vẫn có quả rồi. Nhanh con tay hết nắng rồi các em ơi. Mọi người đang thi nhau chụp những cái hoa của cái cây mận này, rất là đẹp. Bốn đứa trâu quanh cái cây mận này chụp ảnh. Mận này là mận ở bên Phong Thổ nhé, chứ không phải mận ở bên 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 Mộc Châu, Sơn La đâu. Đi thôi các em ơi. Cố lên nắm. Bản người ta này, bản đấy, bản Tô Y Phìn. Đây là cây đào đây à? Trên đầu đây hả? Việt đứng đấy. Không, anh Việt chưa vào được đây à? Đi lên trên kia rồi ạ. Không biết Lộc có đang dẫn chúng tôi đi đâu. Ra được đoạn đường đẹp rồi. Đừng cụt rồi. Đẹp. Đẹp nhưng mà cụt. Cụt con khỉ. Anh nhìn thấy con sóc xong, chạy đâu. Bản đẹp thật. Bản nằm ẩn giật. Cây đào này rụng hết hoa rồi. Tên sư Ngọc nó dẫn lên cái đào hết hoa rồi. Đâu? Ồ. Cái đào rừng đây. Rụng hết hoa. Ôi giời. Đây là cái đào rừng nha. Rụng mà. Hết hoa rồi. Cái đào mà mày trèo là cái đào nào? Cái này. Thế hết hoa rồi đâu? Lên tiêm. Ừ, hết hoa rồi nhá. Còn cái khác mà. Còn lên cái khác vậy. Bọn anh chị lên muộn quá. Hôm em với việc vào đẹp ơi là đẹp. Đi đi. Cái gốc cây hôm nọ em trèo em bám vào đây. À ha. Anh chị có muốn trèo đây chụp ảnh không? Không. Ủa, cái đoạn này phải trèo qua cây. Chú Dũng. Không hiểu. Ui, đi qua đầu như rồi. Không hiểu thế nào mà đã phát minh ra cái đường này. Thật là kinh dị. Trèo sang bên này. Trèo. Trèo sang bên này. Ui. Cái đường này không đúng rồi. Hả? Không có đường này không? Có. Có. Mất tí cái súng mất đấy. Chị ơi. Chị trèo vào mấy cái dây cây này xong bước sang cái này này. Ừ. Ừ. Cẩn thận rách quần nhá. Thật là nguy hiểm. Chơi đâu? Không chơi. Quá chơi. Ra ra để chị dạng xuống đấy luôn. Dạng xuống đấy. Cả bầy lũ như kiểu cả bầy lũ như kiểu con thơ đang đợi dưới này. Làm sao anh lên được? Anh lên đi. Anh phải bỏ máy quay à? Không, được, máy quay gì rồi. Anh vẫn để được. Rồi, đúng rồi. Cái đào đẹp. Cái hoa này. Ê. Khô cổ quá. Nấm. Anh Việt bế lên nào. Việt bế nấm lên nào. Để anh bước lên nha, lọc ra. Thằng như con nhái không à? Được. Đặt dẫm chắc thì anh nhảy nhá. Ôi dồi. Anh coi chưa, mình lên. Em không nhảy được đâu ấy, tại vì chân ngắn. Thế anh bước đi ra nha. Đi, cứ nhảy. Ôi, sao mà em nghe thì tiếng đầu mũi đập vào. Sao lên. Đấy, Việt nó đi nhẹ nhàng này. Đây. Có phải không chị? Đâu không? Chị đâu. Cống đi. Đây, cứ vào... Đập vào đá. Đầu gối đập vào đá kêu cục một phát đi. Mày quá thôi, nhiều thịt. Để xem tí nha. Đâu không? Chờ máu. Bản này là một cái bản khá là thơ mộng, rất nhiều đào. Xin chào. Bản này... ngày xưa là một cái bản rất là nghèo nhưng mà
nghe thông tin là được một cha xứ vào đây truyền đạo và trồng địa lan, cho nên là bây giờ đời sống của họ khá là khá khẩm. Người ta vừa có một cái nhà mà chúng tôi vừa đi qua chính là cái nhà gọi là nhà gì nhỉ, nhà nguyện của họ. Rung lắm không? Không. Thân thấy rung bàn tay. Rung chứ. Rung cho xe. Bốc đất nắm ném này. Ôi. Nhà họ toàn bằng gỗ thôi. Đâu đâu cái gỗ. Con chó. Đấy gõ ra. Quay lại bản lòng. À, đều giữ con chó to. Đi lại bản vòng. Không ra. Chưa? Ok, ấn lên nó đi.